Chào các em, đến với trang lời giải hay.com ngày hôm nay, các em sẽ cùng cô soạn bài liên kết các đoạn văn trong văn bản từ trang 50 đến trang 55, sách giáo khoa ngữ văn 8, tập 1. Đầu tiên ta đến với phần 1 lá mã, tác dụng của việc liên kết các đoạn văn trong văn bản. Câu 1, trang 50 sách giáo khoa. Hai đoạn văn sau đây có mối liên hệ gì không? Vì sao? Sức sân trường làng Mỹ Lý dày đặc cả người Người nào áo quần cũng sạch sẽ gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa Lúc đi ngang qua làng Hòa An Bẫy chim quyên với thằng Minh Tôi có ghé lại trường một lần Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ Tôi đi chung quanh các lớp Để nhìn qua cửa kính với bản đồ treo trên tường Tôi không có cảm tưởng nào khác Là nhà trường cao giáo Và sạch sẽ hơn các nhà trong làng Các em có thể thấy Hai đoạn văn không có mối liên hệ gì bởi vì đoạn văn trước thì nói về ngày học sinh tự trường, còn đoạn văn sau lại nói tới cảm tưởng về trường lớp khi đi qua làng Hòa An Bệ Chim của nhân vật tôi. Như vậy, hai đoạn văn trên rời rạc bởi không có phương tiện nối kết thể hiện quan hệ về mặt ý nghĩa với nhau. Tiếp theo là câu 2. Đọc lại hai đoạn văn của Thanh Tịnh và trả lời câu hỏi. A cụm từ trước đó mấy hôm bổ sung ý nghĩa gì cho đoạn văn thứ hai cụm từ trước đó mấy hôm giúp nối kết đoạn văn phía dưới với đoạn văn phía trên về mặt ý nghĩa thời gian câu b theo em với cụm từ trên hai đoạn văn đã liên hệ với nhau như thế nào với cụm từ trước đó mấy hôm hai đoạn văn đã liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ liền mạch về mặt ý nghĩa và câu c Cụm từ trước đó mấy hôm là phương tiện liên kết đoạn, họ cho biết tác dụng của việc liên kết đoạn trong văn bản. Cụm từ trước đó mấy hôm là phương tiện liên kết đoạn, và tác dụng của việc liên kết đoạn trong văn bản là nhằm tạo ra mối quan hệ chặt chẽ về mặt ý nghĩa giữa các đoạn văn trong văn bản. Chúng ta cùng chuyển qua phần 2 la mã, cách liên kết các đoạn văn trong văn bản. 1. Dùng từ ngữ để liên kết các đoạn văn A. À, đọc các đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới Bắt đầu là tìm hiểu Tìm hiểu phải đặt bài văn vào hoàn cảnh lịch sử của nó Thế là cần đến khoa học, lịch sử, lịch sử dân tộc, có khi cả lịch sử thế giới Sau khâu tìm hiểu là khâu cảm thụ Hiểu đúng bài văn đã tốt Hiểu đúng cũng bắt đầu thấy nó hay, nhưng chưa đủ Theo Lê Trí Viễn hai đoạn văn liệt kê hai khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học đó là những khâu nào tìm từ ngữ liên kết trong đoạn văn trên để liên kết các đoạn có quan hệ liệt kê ta thường dùng các từ ngữ có tác dụng liệt kê hãy kể tiếp các phương tiện liên kết có quan hệ liệt kê đầu tiên hai đoạn văn trên liệt kê hai khâu của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học đó là khâu tìm hiểu và khâu cảm thụ các từ ngữ liên kết trong đoạn văn trên là bắt đầu là sau là Các từ liên kết thể hiện quan hệ liệt kê Trước hết, đầu tiên, thoạt đầu, tiếp đến, tiếp theo, sau nữa, một là, hai là, thêm vào đó, ngoài ra, vân vân Câu B Đọc hai đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy, trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao giáo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi, trường Mỹ Lý trông vừa xinh xắn, vừa oai nghiêm như cái đình làng hóa ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ. Thanh tịnh, tôi đi học. Phân tích quan hệ ý nghĩa giữa hai đoạn văn trên. Tìm từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn đó. Để liên kết hai đoạn văn có ý nghĩa đối lập, ta thường dùng từ biểu thị ý nghĩa đối lập. Hãy kể thêm các phương tiện liên kết trong đoạn có ý nghĩa đối lập. Các em có thể thấy quan hệ ý nghĩa của đoạn văn đều là cảm xúc của nhân vật tôi với ngôi trường mỹ lý. Từ ngữ liên kết là từ nhưng. Các từ ngữ liên kết chỉ sự đối lập ngược lại, trái lại, nhưng, thế mà, tuy vậy, vậy mà, xong, vân vân. C. Chỉ từ, đại từ cũng được dùng làm phương tiện liên kết đoạn. Hãy kể tiếp các từ có tác dụng này. Các chỉ từ đại từ có tác dụng liên kết đoạn như đó, này, ấy, vân vân. D. Đọc đoạn văn và thực hiện yêu cầu. Bây giờ, khi bác viết gì cũng đưa cho một số đồng chí xem lại, chỗ nào khó hiểu thì các đồng chí bảo cho mình sửa chữa. Nói tóm lại, viết cũng như mọi việc khác, phải có trí, chớ giấu rốt, đều tự phê bình và phê bình mà tiến bộ. Hồ Chí Minh cách viết. Phân tích mối quan hệ ý nghĩa hai đoạn văn trên. Tìm từ ngữ liên kết hai đoạn văn đó. Hãy kể các phương tiện liên kết mang ý nghĩa tổng kết, khái quát. Mối quan hệ do đoạn văn là nội dung cụ thể và nội dung tổng kết. Từ ngữ liên kết giai đoạn văn là nói tóm lại. Các từ liên kết mang nghĩa tổng kết khái quát như Như vậy, nhìn chung, tóm lại, nói tóm lại, khuyên quy là, tổng kết lại, vân vân. 2. Dùng câu nối để liên kết các đoạn văn. U lại nói tiếp. Chăn cho giỏi, rồi hôm nào phiên chợ u mua giấy về, mua đóng sách cho mà đi học bên thận. Ái ra, lại còn chuyện đi học nữa cơ đấy. Học thích hơn, hay đi chăn nghế thích hơn nhỉ? Thôi, cái gì là một cái thôi. Thế, thằng cá bó vừa chăn trâu, vừa đi học đấy thì sao? Mùi hiển, ngày công đầu tiên của cú tí. Tìm câu liên kết do đoạn văn sau, tại sao câu đó lại có tác dụng liên kết? Các em có thể thấy, câu liên kết do đoạn văn là ái già lại còn chuyện đi học nữa cơ đấy. Câu này có tác dụng liên kết bởi nó khép lại nội dung trước và gợi mở ra nội dung sau. Như vậy, để tạo một liên kết giai đoạn văn, người ta còn có thể dùng từ ngữ hoặc câu nối. Các em cần ghi nhớ những kiến thức sau. Khi chuyển từ đoạn văn này sang đoạn văn khác, cần sử dụng các phiên tiện liên kết để thể hiện quan hệ ý nghĩa của chúng có thể sử dụng các phương tiện liên kết chủ yếu sau đây để thể hiện quan hệ giữa các đoạn văn. Thứ nhất, dùng từ ngữ có tác tụ liên kết, quan hệ từ, đại từ, chỉ từ, các cụm từ thể hiện ý liên kê, so sánh, đối lập, tổng kết, khái quát. Và thứ hai là dùng câu nối. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần 3 la mã, luyện tập. Câu 1, trang 53 sách giáo khoa tìm các từ ngữ có tác dụng liên kết đoạn văn trong những đoạn trích trang 53, 54 sách giáo khoa. Đầu tiên ở câu A, chúng ta có từ nối nói tóm lại, nói như vậy, thể hiện quan hệ suy luận, giải thích. Câu B, chúng ta có từ thế mà, thể hiện quan hệ tương phản. Câu C, chúng ta có từ cũng cần nối đoạn 1 với đoạn 2, thể hiện mối quan hệ tăng tiến. Và từ tuy nhiên đoạn 2 với đoạn 3 thể hiện quan hệ tương phản. Tiếp theo là câu số 2. Chọn các từ ngữ tích hợp hoặc câu tích hợp điền vào chỗ trống để làm phương tiện liên kết đoạn văn. Đầu tiên là câu A. Hai bên đánh nhau dòng rã mấy tháng trời, cuối cùng sơn tinh vẫn vững vàng mà sức thủy tinh đã kiệt, thần nước đánh rút quân. Từ đó, oán nặng thù sâu, Hàng năm, thủy tinh làm mưa gió, bão lụt, dân nước đánh sơn tinh. Câu b. Trong thời kỳ quá độ, bên những thành tích tốt đẹp là chính, vẫn còn sót lại những cái xấu xa của xã hội cũ như tham ô, lãng phí, lười biếng, quan liêu, đánh con, đập vợ. Đối với những thói xấu đó, văn nghệ cũng cần phải phê bình rất nghiêm khắc, nhằm làm cho xã hội ta ngày càng lành mạnh, tốt đẹp hơn. Nói tóm lại, phải có khen, cũng phải có chê nhưng khen hay là chê đều phải đúng mức. Khen quá lời thì người được khen cũng hổ ngươi, mà chê quá đáng thì người bị chê cũng khó tiếp thu. C. Tháp Eiffel không những được coi là biểu tượng của Paris mà còn là biểu tượng của nước Pháp. Nó được dùng để trang trí những trang đầu của sách hướng dẫn du lịch trên nước Pháp, được làm biểu tượng trong phim ảnh, được in cho các văn kiện chính thức, những tem thư và bưu ảnh. Tuy nhiên, Điều đáng kể là việc xây dựng tháp đã là một bài học có giá trị về óc sáng tạo và tổ chức trong công tác xây dựng. D. Gần cuối bữa ăn, Nguyên bảo tôi, chị ơi, em, em. Nó bỏ lửng không nói tiếp. Tôi bỏ bát bún đã ăn dở, nhìn nó khó hiểu. Thảo nào trong lúc nói chuyện, tôi có cảm giác như nó định nói chuyện gì đó, nhưng còn ngần ngại. Chị tính xem, em nên đi học hay đi bộ đội. Nó nhìn tôi không chớp mắt, thật khó trả lời. Lâu nay, tôi vẫn là người chị khuyên bảo lời hay lẽ phải. Bây giờ phải nói với nó ra sao? Đi bộ đội hay đi học? Cuối cùng là câu số 3, trang 5 năm sách giáo khoa. Hãy viết một đoạn văn ngắn chứng minh ý kiến của Vũ Ngọc Phan. Cái đoạn chị dậu đánh nhau với cai lệ là một đoạn tuyệt khéo. Sau đó, phân tích các phiên tiện lấy kết đoạn văn em sử dụng các em cần chú ý khi làm bài tập này cần trích nguyên văn ý kiến của vũ ngọc phan và đoạn tuyệt khéo trong văn bản này thể hiện ở việc tác giả xây dựng các tuyến nhân vật đối lập đặc biệt làm hiện hữu hình ảnh người phụ nữ nông dân mạnh mẽ bản lĩnh dám đương đầu với bể lũ hung tàn đòi quyền sống trong xã hội đầy bất công áp bức sau đây các em có thể tham khảo đoạn văn của cô cái đoạn chị dậu đánh nhau với tên cai lệ là một đoạn tuyệt khéo nói đây là đoạn tuyệt khéo quả thực là sự nhận xét tinh tường của Vũ Ngọc Phan. Chính tình huống được đẽo gọt khéo léo này đã làm nổi bật tất cả sự bản lĩnh, kiên cường của người phụ nữ nông thôn khi bị dồn vào bước đường cùng. Tiền cài lệ hiện ra như một con ác thú và chị dậu đại diện cho tầng lớp bị áp bức đã dồn hết tất cả những căm phẫn, uất hận để trút lên đầu tiền cài lệ, khiến cho người đọc hả hê. Như vậy, có thể thấy đoạn chị dậu đánh nhau với tên cai lệ đúng là đoạn tuyệt khéo, một cao trào xuất sắc của Ngô Tất Tố. Trong đoạn văn, cô sử dụng phương tiện liên kết từ như vậy, quan hệ nội dung cụ thể và tổng kết. Vậy là cô đã hướng dẫn các em tạo xong bài, liên kết các đoạn văn trong văn bản. Để xem thêm các video khác, các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com nhé. Cô chúc các em học tốt.